Ok, chào bạn. Ván đấu này mình đã thi đấu với đối thủ Brazil và một ván đấu tấn công rất hay. Ở đây thì mình bắt đầu chơi nước D4. Đen chơi D5, C4. Vẫn là bắt đầu cho khai cuộc gambit hậu. Trong ván đấu này là gambit hậu không chấp nhận. Mình lên mã. Đen lên mã. Mình lên tượng, biến tượng F4. Thông thường mình sẽ chơi biến này, bởi vì là mình đã làm nhiều video phân tích về cái biến này và các ván đấu. Đen lên tượng, mình lên tốt, lên tốt ở C6. Đến đây thì mình đã phân tích ván đấu của Anat Kasen, cho nên mình cũng khá tự tin khi mà gặp cái biến này. Và nước mà Anat sử dụng trong ván đấu với Kasen và Anat đã chiến thắng, đó chính là nước đẩy tốt xuống C5. Mà các bạn nào mà đã xem thì các bạn có thể nhận ra. Đến đây thì đen nhập thành, mình lên tượng. Đen ra xe, nhập thành. Về mã. Thông thường thì ở ván đấu kia, bên đen sẽ đẩy tốt lên đây. Thì mình sẽ lên tốt ở V4. Đẩy tốt A5 thì mình sẽ lên tốt ở A3. Cứ như vậy. Quân tượng này đã kiểm soát đường chéo này, ngăn cho xe chiếm quân mở. Còn cột mở này thì xe của mình đã chiếm rồi. Ở đây thì đen đưa mã lên, có thể là lên ở G6 tấn công tượng. Và để giữ quân tượng này thì mình đẩy tốt lên H3 để lấy đường lùi tượng về. Ở đây thì đen lại đưa mã lên đây để đuổi tượng. Đen đưa mã lên H5, có thể là muốn lấy đường để đẩy tốt lên F5. Mình về tượng. Và đúng như vậy, đen đẩy tốt lên F5, muốn phản công ở cánh vua, trong khi cánh hậu thì đang bị mình kiểm soát. Đây mình tiếp tục đẩy tốt lên và lên tốt để phá cấu trúc tốt ở cánh hậu. Đen về mã, lên tốt, đưa mã lên đây. Chúng ta thấy là đen tạo một con mã trung tâm, con mã rất mạnh, và thông thường thì sẽ ít ít khi chúng ta sẽ lựa chọn là ăn, trừ khi mà thế trận có thể đã ngã ngũ đưa về cờ tàn thì chúng ta mới ăn, còn không thì hiếm khi chúng ta sẽ ăn con mã này, vì tốt sẽ ăn lên và sẽ mở được cột cho xe để tấn công cột F. Ở đây để giữ mã thì mình lên hậu. Đen đưa mã lên. Mình tiếp tục đẩy tốt, vẫn là ý đồ tấn công cánh hậu. Khi mà tốt ăn lên thì con tốt này sẽ là tốt yếu và cột này mình sẽ chiếm dễ dàng vì con tượng đã kiểm soát đường chéo và không cho xe đưa sang. Đơn giản vậy thôi. Đây thì đen ra xe, chúng ta thấy là dễ nhận ra là đen muốn đẩy tốt xuống và để mở cột F cho bên đen tấn công cánh vua. Mình về mã để phòng thủ. Đen đẩy tốt lên cũng không ích gì. Ở đây thì mình muốn đưa quân mã vào ô E5 để tạo quân mã ở trung tâm. Tuy nhiên thì quân mã này của đen đã kiểm soát rồi, cho nên là mình muốn đổi quân mã này. Hay nói cách khác là tiêu diệt cái quân mà bảo vệ cho ô vương yếu ở ô E5 của đen. Mình đưa mã lên. Đen ăn, mình lấy tượng ăn lên. Đen lên tượng, chúng ta thấy là đen vẫn muốn đưa tượng để kiểm soát ô vương yếu này. Và tất nhiên mình sẽ muốn đổi nốt con tượng này với nước về lên tượng và đổi luôn. Bất chấp việc đen ăn hay là không ăn thì mình sẽ đều ăn con tượng này. Ok, lên tượng, đến lượt đen. Đen ăn, mình lấy tốt ăn lên, xe ăn xe ăn xa, tốt ăn và tượng ăn. Như vậy là mình đã chiếm được cánh hậu khi mà có cột mở cho xe. Đến lượt đen, chúng ta xem đen sẽ tấn công thế nào hay là đen sẽ đánh thế nào đây. Ăn tượng và mã ăn lên đúng như kế hoạch. Mình đã đưa được quân mã đứng ở vị trí trung tâm. Quân mã này của đen thì hoàn toàn thể đuổi hoặc là lấy tượng để ăn vào. Trong khi quân mã này của mình thì là bên đen sẽ không không có quân nào khác để tấn công và đổi. Ok, đen đẩy tốt xuống. Ở đây nếu mình không ăn thì đen sẽ ăn. Tốt ăn lên và đen có cột ép với việc đưa hậu lên. Ở đây thì mình ăn. Đen để sen lên.
tấn công vào tốt ở F2. Để phòng thủ thì mình lên tốt đuổi mã. Đen đưa mã vào ô G3. Ô này nước này được đánh giá nước yếu của đen. Con mã không có nhiều cái tầm hoạt động và cũng như là tấn công. Đấy là mình đánh nào đây. Mình đưa xe xuống để kiểm soát con tượng này, đồng thời giữ con hậu ở vị trí này, không cho hậu chạy. Các nước sau mình sẽ đưa tượng vào đây. Và tượng này sẽ không thể ăn lên được. Và mình sẽ lấy xe đánh tượng, đơn giản thế thôi. Nhận thấy điều này thì đen cũng nhanh chóng lùi xe về để giữ, tránh cho vua bị chiếu. Mình vẫn đưa vào. Ở đây nếu đen ăn thì mình ăn xe vào, xe ăn sang thì sẽ thành là tượng xe đổi hậu, cũng hợp lý vì ở đây mình đang có lợi thế với quân mã trung tâm và quân hậu có nhiều tầm hoạt động. Đen không ăn mà lên tượng. Ở đây thì mình lùi tượng về nhưng mà nước này được đánh giá là không hay vì mình đã xem lại và đấu. Nước hay ở đây phải là lấy xe để ăn tượng. Sau đó xe của đen sẽ ăn sang. Và mình sẽ lấy tượng để chiếu. Sau đó thì mình ăn xe, có lẽ vậy. Mình lùi tượng về. Đen về mã. Chúng ta thấy mục đích của đen là để ăn tốt này. Mình về tượng. Nếu đen ăn tốt thì tượng sẽ ăn tốt chiếu. Vua chỉ có một lựa chọn là sang UH8. Mình sẽ đưa mã vào chiếu và bắt xe. Vì thế ở nước này thì đen lựa chọn là lên tốt để giữ mã. Đây thì mình đổi luôn. Đen này tốt ăn lên. Ra hậu. Chúng ta thấy là mình tấn công tốt yếu này. Đen lên tượng để giữ và muốn đổi xe. Đây mình lên xe để tấn công tốt này. Tất nhiên là sẽ không đổi vì quân xe của mình đang rất mạnh. Trong khi quân xe của đen thì cũng rất yếu. Nếu đen đưa xe sang thì mình sẽ đẩy tốt xuống. Còn trong ván đấu này thì đen lùi tượng về. Mình quyết định là ăn tốt chiếu vào vua xuống hậu. Chúng ta thấy là đuổi xe và để đấu hậu. Khi hậu ăn thì tốt ăn lên. Sau đó mình sẽ đẩy xuống. Bắt chết con tượng này. Nếu đen đưa xe ra thì mình sẽ mã sẽ chiếu và bắt xe. Ở đây thì đen không đổi, đen ra hậu đây. Thực ra máy tính tính là nước đổi hậu là nước hay nhất trong trường hợp này. Mình đẩy tốt xuống để lấy tốt ăn. Hoặc có thể là đẩy tiếp xuống. Tốt của đen thì không ăn lên được. Đen chạy hậu khỏi cái đường chéo tránh bị xe ghim. Và có thể là chiếu. Mình lên vua thì sẽ chiếu xuống vua, như cứ như vậy ván đấu sẽ hòa. Để tránh điều này thì mình đưa mã xuống. Trong trường hợp hậu chiếu mình lên vua thì quân hậu này đã kiểm soát đường chéo này, tránh cho đen chiếu vĩnh viễn. Ở đây tượng ăn thì mình sẽ ăn tốt và sẽ phong hậu, đơn giản. Và đấu này thì đen vào xe và mình chiếu. Nước chiếu quyết định bắt xe. Và đến đây thì đen chịu thua. Ok, và đấu tấn công từ đầu đến cuối và rất bài bản của chess thành công. Còn chờ gì mà không like share các bạn. Cả đăng ký nữa nhé.